điện đó là mình xuất phát từ cổng chính số tiên. Đây là chỗ mình đi thông quen hết trong số tiên xong tận cuối mình sẽ dừng tại khu nông trại số tiên farm. Cái đó gia đình bắt đầu đi chơi tự do. Ở bên trái thì qua là đền Hùng nha, công trình tiêu biểu về lịch sử tại số tiên, đền thờ quốc tổ Hùng Vương. Dạ, ngay cổng thần tiên này xuống là có những cái hang động người tiền sử. Mình tham quan về cuộc sống người tiền sử được tái hiện lại ở dưới đây ạ. Cái cổng chính mà gia đình ta ở bên phải ở dưới cổng chính này thì có một cái cung điện, cung bà điện hồng. Và ở mình tham quan cung điện là mình có thể mặc đồ công chúa, đồ hoàng tử chụp hình cung điện bên trong này. Bữa nay mình có diễn sân tinh không em? Dạ, sân tinh bữa nay không có, bữa nay về chơi thôi. Sân tinh mình đang ngoài cuối tuần có thể chụp đó. Còn có diễn hả? Dạ. Hôm qua thông tin thí sinh đại đúng chưa tiên rồi thông tin thí sinh này có từng với lại lễ tết trời quay đi. Rất là đông ạ.